Xin kính chào quý vị và các bạn. Trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cái biểu tượng của cái khu đô thị Phúc Đạt ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nằm ở mặt tiền đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đây đường này là đường Mỹ Phước Tân Vạn này. Đấy, khu đô thị Phúc Đạt. Đường này là đường Mỹ Phước Tân Vạn. Mỹ Phước Tân Vạn đi cái hướng này là đi lên vòng xoay An Phú rồi đi thành phố Thủ Đức, đi thành phố Hồ Chí Minh đi luôn. Thế còn đi ngược đây thì đi về Bến Cát, đi lên thành phố Bến Cát. Thì đi cái hướng thành phố Bến Cát thì đi được nhiều nơi nhá. Ví dụ như đi Bình Phước rồi đi Tây Ninh. Đấy. Đường Mỹ Phước Tân Vạn. Còn vào bên trong này, là vào khu đô thị Phúc Đạt đấy. Ở khu phố 4. Khu đô thị ở phường Phú Mỹ. Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bây giờ vào đoạn này mời mọi người xem mấy khu đô thị Phúc Đạt này. Ôi giời, đường nhựa. Ôi giời, đường nhựa đẹp quá, nhẵn. Đường này mới giải nên là nhựa vẫn còn màu đen đen của asphalt. Đi vào bên trong này để mời mọi người tham quan cái khu đô thị Phúc Đạt ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Đây lại có một cái đường nữa. Đường này nhiều quán cà phê, nhiều ô tô. Bên đây là một bãi đất trống bỏ hoang. Vào cái chỗ này nhà cứ như kiểu nhà xây kiểu mẫu. Vào cái chỗ này nhà như kiểu nhà xây kiểu mẫu, nhà giống nhau. Đấy, những cái ngôi nhà giống nhau. Bên đây là tiếp tục đang xây dựng. Chắc chỉ còn một cơ số năm nữa là sẽ san sát. Nhà kiểu mẫu, nhà nào cũng giống nhà nào, chiều cao về hình thức. Phường Phú Lợi. Và cái đoạn kia thì đề là phường Phú Mỹ, ra đến đây là phường Phú Lợi rồi. Ra đây nhìn thấy biển nhà dân thì đề là phường Phú Lợi rồi. Đấy, đây là chỗ đường tròn, chỗ cái bùng binh. Úi dồi, đây là còn xa lộ quán nữa. Cái tòa nhà cao tầng thì Phúc Đạt con nét, chả biết tiếng Tây là cái gì. Bên kia là cái gì? Ui, trong này nó có nhiều khu lắm. Ôi giời, ôi già người. Cây này là cái cây gì này? Ai biết cái cây này là cái gì?
quả nhìn như có dừa. Đấy, loanh quanh ở cái khu đô thị Phúc Đạt. Thôi thì đi qua đây thì quay lại để mọi người cùng xem cái khu đô thị Phúc Đạt ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bây giờ mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.